đổi hay là nghị định 131. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có một số cái thông tư liên quan khác, đó là thông tư 21/2013 về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị. Thì bộ phận nghiệm lâm sàng có liên quan trực tiếp đến hội đồng thuốc và điều trị này, thì thời diện đã dạy các bạn cái phần này rồi đúng không? Và ngoài ra thì mình cũng có đối chiếu thêm là thông tư 23/2011 hướng dẫn về sử dụng thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh. Rồi trước tiên mình tìm hiểu về lộ trình thực hiện nghiệm lâm sàng ha. Rồi thì trước đây á, người ta yêu cầu về bộ phận nghiệm lâm sàng nhưng mà người ta không có yêu cầu cụ thể là cái lộ trình như thế nào, bao nhiêu người và tổ chức các bệnh viện thì từng hạng nó như thế nào. Nhưng mà từ sau cái nghị định 131 thì nó đã có một cái lộ trình rất là rõ ràng. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 ha, là từ đầu năm nay rồi, thì tất cả những bệnh viện đa khoa chuyên khoa hạng 1 trở lên, từ hạng 1 trở lên ha, thuộc là Bộ Y tế hoặc là Sở Y tế hoặc là những cái bộ cơ quan khác vân vân, thì phải đạt được cái yêu cầu theo cái hướng dẫn theo cái nghị định 131 này về tổ chức của bộ phận nghiệm lâm sàng, có nghĩa là đủ nhân sự rồi trình độ chuyên môn vân vân. Các bạn là từ ngày 1 tháng 1 là các bệnh viện hạng 1 là phải đạt cái này rồi. Còn việc phân hạng bệnh viện hạng 1, hạng 2, hạng 3 gì đó thì là thầy diện đã hướng dẫn các bạn rồi đúng không? Các bạn còn nhớ là để phân hạng bệnh viện thì mình phải làm như thế nào không? Phân hạng bệnh viện thì mình phải làm như thế nào các bạn? Dựa trên những cái gì mà người ta biết rằng là bệnh viện nó hạng 1, hạng 2? Rồi không có ai trả lời hết nhờ. Ok, thôi các bạn tự coi bài lại nha. Rồi, đến 3 năm sau là năm 2024 thì những bệnh viện hạng 2, những bệnh viện hạng 2 thì phải đạt theo cái quy định trong nghị định 131 này. Và tiếp tục 3 năm sau nữa là năm 2027 thì những bệnh viện hạng 3, hạng 4 hoặc là những bệnh viện mà chưa xếp hạng luôn mà thuộc về tuyến quận, huyện, thị xã, thị trấn v.v. Hoặc là những cái bộ ngành khác hoặc là những bệnh viện tư nhân thì phải đạt theo cái thông tư 31 này. Và cuối cùng đó là đến năm 2030 thì tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, những cái năm đầu thầy ghi là chữ bệnh viện nha các bạn, còn năm 2030 là thầy ghi là các cơ sở khám chữa bệnh, có nghĩa là nó bao gồm luôn cả những cái phòng khám tư nhân và những cái phòng khám tư nhân, những cái phòng khám của bác sĩ, những cái phòng mạch riêng nữa không, thì bắt buộc là phải làm theo cái hoạt động tổ chức dự lâm sàng theo cái nghị định 131 này. Rồi cái thứ hai là mình sẽ tìm hiểu về tổ chức dự lâm sàng tại bệnh viện thì như thế nào. Alo, các bạn có nghe thầy, vẫn còn nghe thầy nói đúng không? Tốt luôn, có thầy ơi. Ok, vì thầy sợ thầy không nghe ai phản hồi cho nên không biết là các bạn có nghe không. Rồi về tổ chức thì chúng ta lưu ý giúp thầy ha, chúng ta sẽ có ba loại ba cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Thật ra là nó có hai phân nhánh và một cái riêng cho nhà thuốc. Thì chúng ta có hai nhóm các cơ sở khám chữa bệnh. Nhóm thứ nhất là những cái cơ sở khám chữa bệnh mà có khoa dược, có khoa dược. Thì nhóm này sẽ có những cái yêu cầu khác nhau, những yêu cầu khác. Với cái nhóm thứ hai đó là những cái cơ sở khám chữa bệnh nhưng mà không có khoa dược. Ví dụ như là những cái phòng mạch tư của bác sĩ thì gần như là không có khoa dược, không có tổ chức khoa dược tại vì phòng mạch mà. Nên là nó sẽ yêu cầu khác về cái hoạt động nghiệm lâm sàng này. Rồi như vậy thì đối với trường hợp thứ nhất là các cơ sở khám chữa bệnh mà có khoa dược thì bộ phận nghiệm lâm sàng sẽ thuộc về khoa dược và do khoa dược quản lý, do trưởng khoa dược quản lý. Rồi trong trường hợp nếu như mà cơ sở khám chữa bệnh đó không có tổ chức khoa dược thì bộ phận nghiệm lâm sàng sẽ là một cái bộ phận hoạt động độc lập và sẽ do cái người phụ trách của bộ phận nghiệm lâm sàng này quản lý luôn. Rồi và cuối cùng đó là nhà thuốc. Đối với những nhà thuốc mà trong khuôn viên của cơ sở khám chữa bệnh hay trong khuôn viên của cơ sở khám chữa bệnh thì cũng sẽ thực hiện cái hoạt động nghiệm lâm sàng này. Tuy nhiên cái yêu cầu nó sẽ khác so với hai cái này đúng không các bạn? Ở bên đây là nó có nội trú nữa. Nhưng mà đối với
Nhà thuốc thì chỉ là ngoại trú thôi, thì yêu cầu nó sẽ đơn giản hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái mà chúng ta cần phải phân biệt trước khi mình vô trong cái phần tiếp theo, đó là chúng ta phải phân biệt được hai khái niệm là dược sĩ phụ trách công tác dược lâm sàng và dược sĩ lâm sàng. Hai cái khái niệm này khác nhau. Dược sĩ phụ trách là cái người quản lý chung cho bộ phận dược lâm sàng, và cái người này yêu cầu về trình độ chuyên môn, nó yêu cầu về kinh nghiệm nó sẽ cao hơn so với dược sĩ làm công tác dược lâm sàng. À, phụ trách là người quản lý, còn làm công tác dược lâm sàng thì chỉ là người hàm thôi, là người thực hiện thôi. Thì đối với người phụ trách công tác dược lâm sàng thì bắt buộc là phải có chứng chỉ hành nghề dược trong lĩnh vực dược lâm sàng. Và để có được chứng chỉ hành nghề dược trong lĩnh vực lâm sàng thì phải là dược sĩ đại học. Phải có thời gian thực hành chuyên môn là 2 năm ở các cơ sở mà có công tác dược lâm sàng. Rồi. À, thì các bạn là lớp lâm sàng thì có lẽ là các bạn sẽ quan tâm đến cái việc này. Thì lát mình sẽ có một cái slide nói kỹ hơn về việc là làm thế nào để có được chứng chỉ hành nghề mà thuộc lĩnh vực dược lâm sàng. À, ở đây thì chúng ta phân biệt trước hết đó là dược sĩ phụ trách dược lâm sàng thì bắt buộc là phải có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực dược lâm sàng. Rồi đối với người làm công tác dược lâm sàng thì đơn giản hơn. Họ chỉ cần là dược sĩ đại học thôi. Ai cần là dược sĩ đại học thôi. Còn đối với trường hợp đó là họ làm tại những cái cơ sở khám chữa bệnh mà y học cổ truyền thì ngoài cái dược sĩ đại học ra thì họ cần phải có thêm một cái văn bằng nào đó nữa mà liên quan đến y dược cổ truyền nha các bạn. Rồi, như vậy chúng ta phân biệt được hai cái này ha. Người phụ trách, dược sĩ phụ trách thì phải có cái trình độ chuyên môn cao hơn, phải có chứng chỉ hành nghề dược. Còn đối với dược sĩ làm công tác dược lâm sàng thì yêu cầu thấp hơn, chỉ cần dược sĩ đại học thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong cái yêu cầu về tổ chức của bộ phận dược lâm sàng. À, thì như vậy câu hỏi đặt ra đó là bây giờ ở bệnh viện thì cần bao nhiêu dược sĩ phụ trách công tác dược lâm sàng và cần bao nhiêu dược sĩ làm công tác dược lâm sàng. À, thì theo Nghị định 131, những bệnh viện nào mà từ 200 giường bệnh trở lên thì phải có ít nhất một dược sĩ làm công tác dược lâm sàng. Nói chung là lúc nào cũng có một dược sĩ làm phụ trách công tác dược lâm sàng hết các bạn. À, thì lúc nào cũng có một dược sĩ làm phụ trách công tác dược lâm sàng hết. Rồi, nhưng mà đối với 200 giường bệnh trở lên, thì vì số lượng giường bệnh là nó khá nhiều, cho nên là một người này họ không thể vừa phụ trách vừa làm được. Do đó cần có thêm người hỗ trợ. À, như vậy thì cần thêm những người như thế nào? Đó là cần ít nhất một dược sĩ trên mỗi 200 giường nội trú. À, cần ít nhất một dược sĩ làm công tác dược lâm sàng trên mỗi 200 giường nội trú. Và cần ít nhất một dược sĩ làm công tác dược lâm sàng cho đơn ngoại trú với ít nhất một dược sĩ trên 1.000 đơn. À, trên 1.000 đơn một ngày. Rồi, trên 1.000 đơn một ngày ha. Rồi, ví dụ như là thầy có một cái bệnh viện. Rồi, thầy có một cái bệnh viện mà nó có là 300 giường. Rồi một ngày thì tiếp khoảng 1.700 đơn ngoại trú. Rồi thì theo các bạn thì mình cần bao nhiêu dược sĩ trong bộ phận dược lâm sàng? 15.000 chị. Em nghĩ là phải ba người trở lên, nó phải ba người, tối thiểu là ba người. 3 người. Rồi các bạn nào có câu trả lời khác không? Cần Dạ bao nhiêu dược sĩ trong bộ phận dược lâm sàng nha, nha nghe kỹ câu hỏi của thầy ha. Rồi các bạn có câu trả lời thì các bạn cứ bật mic lên hoặc là nhắn tin vô trong khung chat cũng được ha. 2 người được không thầy? À, sao mà ít gì các bạn keo dữ vậy. Rồi xin đọc kỹ nha. Bây giờ nha, thứ nhất là trên 200 giường là phải có một người làm phụ trách chung trước nè, đúng không? Rồi sau đó là cứ mỗi 200 giường là phải có ít nhất một dược sĩ. Rồi cứ mỗi 1.000 đơn là phải có ít nhất một dược sĩ. Như vậy bây giờ 300 giường thì cần bao nhiêu người? 1.700 đơn thì cần bao nhiêu người? Cái này nếu mà tổng cộng là phải là cần tới 5 người rồi cái này. À, đúng rồi, thầy hỏi tổng cộng mà. Thầy hỏi là bộ phận dược lâm sàng cần có ít nhất bao nhiêu dược sĩ. Như vậy là tổng hết của bộ phận đó đúng không? Thì bây giờ nè, cái này trước tiên là phải có một người phụ trách, đúng không các bạn? Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ đối với nội trú, Yeah. đối với Đúng nội trú thì là hai mình người. cần bao nhiêu? Bây giờ là Hai 300 giường mà người ta người. yêu cầu là mỗi 200 giường là phải có một người. Như vậy ở đây là mình cần là Hai người. cũng Hai là người. một dược sĩ.
hai dược sĩ này là hai dược sĩ làm thôi, làm công tác dược lâm sàng thôi. Bị tắt đi ha. Rồi còn đơn ngoại trú ngoại trú nó phải hai người nữa. Ngoại trú đây là 1.000 đơn, mà trong cái bệnh viện này thì mỗi ngày là đến 1.700 đơn vậy, 1.700 đơn nữa. Nếu mà mình tuyển một người thì chỉ đủ làm 1.000 đơn thôi, còn 700 đơn kia ai làm thì bạn phải tuyển thêm một người nữa đúng không? Còn thêm hai người nữa. Như vậy là chỗ này mình sẽ có tất cả là 5 người trong bộ phận dược lâm sàng đúng không các bạn? À, nếu mà thầy hỏi các bạn là còn bao nhiêu người trong bộ phận dược lâm sàng thì mình phải tính tổng hết, tính luôn cả người phụ trách, đúng không? Còn nếu mà thầy hỏi các bạn là cần bao nhiêu dược sĩ làm công tác dược lâm sàng thì mình sẽ trả lời là 4 thôi. Ha, rồi được chưa? Rồi nhá. Bây giờ mình tiếp. Rồi, bây giờ mình tiếp nhá. Bây giờ đối với những cái bệnh viện mà dưới 200 giường thì sao? Dưới 200 giường thì sao? Đối với dưới 200 giường, bởi vì cái số giường bệnh này nó ít, nên là cái người phụ trách này nè, họ sẽ vừa làm công tác dược lâm sàng cho 200 giường này, mà vừa phụ trách luôn cái quản lý chung luôn. Ha, cho nên là lúc này á, đối với dưới 200 giường thì chỉ cần một người phụ trách, vừa phụ trách mà vừa làm công tác dược lâm sàng cho bệnh nội trú luôn. Mình chỉ cần tuyển thêm người làm công tác dược lâm sàng cho đơn ngoại trú thôi. Cho đơn ngoại trú thôi. Thì cũng là 1.000 đơn. Thì phải có ít nhất một dược sĩ lâm sàng. Rồi bây giờ ví dụ mình có một cái bệnh viện có 150 giường. Một ngày như vậy là người ta tạo ra 1.400 đơn. Rồi như vậy thầy hỏi các bạn là cần bao nhiêu dược sĩ trong bộ phận dược lâm sàng? 3-4 ngày là không có cái giá. 3 dược sĩ. 3 người. 3 người, 3 dược sĩ. Là 3 người đúng không? Cái người phụ trách là chung rồi, bây giờ chỉ cần thêm cái 2 người cho cái đơn ngoại trú này thôi đúng không các bạn? Thì mình sẽ cần 3 người. Không. Rồi thì các bạn thấy đó, nhu cầu về dược lâm sàng ngày càng tăng. Đây là nói chung cho đến từ năm 2021 này cho đến năm 2027 thôi. Còn sau đó nó còn nhiều lên nữa. Năm 2023 là nó đã tăng lên nữa rồi. Năm xin lỗi 2024 là nó tăng lên nữa rồi. Năm 2027 nó tăng lên nữa. Thì đây là cái nhu cầu hiện tại thôi, càng về sau cái nhu cầu nó sẽ càng tăng lên nữa. Thì chúng ta thấy rằng là dược lâm sàng, cái nhu cầu về dược sĩ lâm sàng ngày càng tăng đúng không các bạn? Rồi tuy nhiên cũng phải lưu ý ha, không phải các bạn làm dược lâm sàng là các bạn không có làm gì khác trong bệnh viện đâu nha. Thông thường là dược sĩ làm công tác dược lâm sàng cũng phải phụ trách thêm những cái thứ khác nữa, hoặc là người dược sĩ phụ trách công tác dược lâm sàng cũng phải phụ trách thêm những cái khác nữa. Thông thường là sẽ làm phó khoa, hoặc là những bệnh viện tư nhân hiện nay là người ta tuyển dược sĩ, thạc sĩ hoặc là chuyên khoa 1 dược lý dược lâm sàng về làm trưởng khoa luôn, hay là vừa phụ trách cái này mà vừa làm trưởng khoa luôn. Rồi còn một cái đối tượng thứ ba, cái nhóm thứ ba đó là đối với nhà thuốc. Đây là đối với trong bệnh viện thôi nha, ngoài ra thì trong bệnh viện nó còn có cái nhà thuốc nữa. Thì cái nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện á thì người ta chỉ cần là một dược sĩ lâm sàng thôi. Và cái người dược sĩ lâm sàng này có thể là cái người dược sĩ phụ trách của bệnh viện đó. Họ sẽ kiêm nhiệm luôn cái việc phụ trách công tác dược lâm sàng luôn. Đó các bạn. Rồi. Và bộ phận dược lâm sàng của bệnh viện nó sẽ khác biệt với cái người dược sĩ lâm sàng phụ trách ở nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện nha. Và bây giờ mình sẽ qua tiếp, mình sẽ thấy cái lộ trình nó như sau ha. Bây giờ là năm 2021 thì yêu cầu là cứ 1.000 đơn là có một dược sĩ đại học, cứ 200 giường là có một dược sĩ đại học. Nhưng mà 5 năm sau là năm 2026, đó là nó phải tăng lên và tăng lên là tăng lên luôn cả đối với bệnh viện hạng 2 luôn. Đối với bệnh viện hạng 2 cũng phải tăng lên theo luôn ha các bạn. Là bệnh viện hạng 2 á thì từ bệnh viện 2 trở lên á, và từ năm 2026 thì phải có là một dược sĩ, ít nhất là một dược sĩ cho 1.500 giường nội trú, cho 1.500 giường nội trú. Rồi đến năm
Và 1.000 đơn á, thì nó tăng lên mình 1.000, 1,5 dược sĩ. 1,5 dược sĩ thì mình, tại vì người ta chia cho 1.000 đơn cho nó dễ ha, thì mình có thể nghĩ đơn giản đó là gọi là 2 dược sĩ cho 3, cho xin lỗi, 3 dược sĩ cho 2.000 đơn, đúng không? Rồi đến năm 2031 thì lúc này là tất cả các cơ sở khám chữa bệnh luôn, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh luôn thì phải đạt đó là một dược sĩ trên 100 giường và 2 dược sĩ trên 1.000 đơn. Như vậy cái khoảng ở giữa này là tăng gấp rưỡi, nên đây là tăng gấp đôi, đúng không? Cái khoảng giữa này các bạn cũng không cần quan tâm nhiều, các bạn chỉ cần nhớ nó tăng gấp rưỡi. Còn bên đây từ năm 2021 đến năm 2031, có nghĩa là 10 năm, thì nó phải tăng lên gấp đôi. Cái nhu cầu này nó tăng lên gấp đôi. Các bạn thấy ở bên đây là một người trên 200 giường, một người trên 1.000 đơn, bây giờ là một người trên 100 giường và hai người trên 1.000 đơn. Thì đến năm 2031 là nó tăng lên gấp đôi. Được chưa? Như vậy thì nhu cầu về dược sĩ lâm sàng ngày càng tăng. Rồi cái này mình nhắc lại thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đặt ra câu hỏi đó là làm sao để có được chứng chỉ hành nghề dược trong lĩnh vực lâm sàng. Cái này hãy nghĩ các bạn rất là quan tâm đây, tại vì các bạn là lớp lâm sàng mà. Thì đối với cái yêu cầu để đạt được chứng chỉ dược chứng chỉ hành nghề dược trong lĩnh vực lâm sàng đó, thì chúng ta phải thực hành chuyên môn ít nhất là 2 năm, có nghĩa là 24 tháng, tức là 2 năm là 24 tháng ha. Tại các cơ sở sau, tại các cơ sở sau có 4 loại thôi. Thứ nhất đó là những cái cơ sở khám chữa bệnh mà có tổ chức dược lâm sàng, có nghĩa là các bạn làm công tác dược lâm sàng trong các cơ sở khám chữa bệnh này. Rồi cái thứ hai, hoặc là các bạn làm việc tại trung tâm quốc gia hoặc là khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng của thuốc. Cái này thì chỉ có 2 trung tâm thôi, cả nước mình chỉ có 2 trung tâm thôi, và nhu cầu nhân sự nó rất là ít, một cái ở ngoài Đại học Dược Hà Nội và một cái ở bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi hoặc là các bạn làm việc trong các trung tâm khoa phòng nghiên cứu về dược lý dược lâm sàng của các trường đào tạo y dược bậc đại học, có nghĩa là các bạn làm việc tại các viện trường mà đào tạo đại học, đại học y dược đại học mà có cái làm tại cái trung tâm mà có nghiên cứu về dược lý dược lâm sàng. Rồi trường hợp cuối cùng đó là các bạn làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng hoặc là thử tương đương sinh học nha các bạn. Thử tương đương sinh học, cái này á thì hiện nay ở Việt Nam mình nó cũng đang tăng lên, tại Việt Nam mình là một trong những cái thị trường mà khá là lớn, nên là các nước á, người ta xin lỗi, các công ty lớn á, khi mà người ta nghiên cứu những cái thuốc mới thì người ta sẽ luôn đi vào thị trường Việt Nam, đi vào dân số Việt Nam để người ta thử nghiệm lâm sàng. Tại vì yêu cầu của Việt Nam á, đó là để một cái thuốc mới được đăng ký lưu hành tại Việt Nam thì bắt buộc cái thuốc đó phải có thử nghiệm lâm sàng trên người Việt Nam. Còn nếu không thì cái thuốc đó phải đợi 5 năm lưu hành, ít nhất là 5 năm lưu hành thì mới được phép xét duyệt để đưa vào Việt Nam. Do đó các nước mà nếu như các công ty lớn hay các công ty dược lớn, nếu như nó đang nghiên cứu một cái thuốc mới thì để nó khi mà nó được chấp thuận rồi á thì nó muốn đưa vào Việt Nam liền luôn thì nó phải thử thuốc trên người Việt Nam thôi. Thử thuốc trên người Việt Nam thì nó mới có thể vô được. Giống như cái ví dụ đó là các bạn học bên dược dược lý lâm sàng mà hai cái thuốc cùng nhóm chủ vận kênh natri với là gluco đó, thì cái mà Foxiga với là cái Zaliren đó, thì cả hai cái đó là cùng một nhóm đúng không, của hai công ty khác nhau. Thì đối với cái Zaliren là cái ra đời trước nhưng mà nó không thử trên người Việt Nam, cho nên nó phải đợi 5 năm thì nó mới vô được thị trường Việt Nam. Trong khi đó cái Foxiga mặc dù là nó ra đời sau nhưng mà nó có thử trên người Việt Nam, nên là nó vừa được chấp nhận xong là nó vô vô thị trường Việt Nam luôn, và nó vô thị trường Việt Nam sớm hơn cái gia đình đến 3 năm nữa. Đó. Rồi, nên là cái nhu cầu này thì nó cũng tăng lên đó, thì các bạn có thể xem xét xem mình có thể làm cái này. Thì mình làm cái này thì mình phải học thêm về nghiên cứu và học thêm, phải có thêm về tiếng Anh một xíu ha, tại vì thông thường là các công ty nước ngoài. Rồi, ở đây thì đối với nếu mà trình độ đại học thì chỉ cần là phải là 24 tháng là 2 năm. Nhưng mà nếu như các bạn đã có bằng thạc sĩ hoặc là chuyên khoa 1 dược lý dược lâm sàng nha, thạc sĩ hoặc là chuyên khoa 1 về chuyên ngành dược lý dược lâm sàng thì các bạn sẽ được miễn giảm xuống là 12 tháng để thực hành tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại các cơ sở này thôi.
Rồi còn nếu như mà chúng ta có văn bằng tiến sĩ hoặc là chuyên dược sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 đó, thì người ta sẽ miễn giảm xuống còn 6 tháng. Rồi về thực hành những cái công tác này thì sẽ có được chứng chỉ hành nghề dược. Rồi ở đây có bạn nào có câu hỏi nào về cái vấn đề về chứng chỉ hành nghề dược của lĩnh vực dược lâm sàng không các bạn? Có bạn nào quan tâm đến cái chỗ này nữa không? Có cần giải thích thêm gì nữa không? Rồi ha, với lại một cái đó là đối với dược lâm sàng thì lúc mà tuyển dụng, nếu mà các bạn có cái bảng điểm là học định hướng dược lâm sàng thì các bạn sẽ được ưu tiên hơn một xíu. Tuy nhiên người ta vẫn dựa vào năng lực. Nhưng mà người ta không có phân biệt là các bạn học chuyên ngành dược lý dược lâm sàng thì mới được phép làm dược sĩ lâm sàng nha các bạn. Mình lưu ý cái chỗ đó. Nó không có yêu cầu đó. Rồi, bây giờ mình qua phần thứ ba, đó là hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện. À, Thầy thì ơi, đúng. cho em hỏi xíu. Rồi nói đi chị ơi. Thầy ơi, cho em hỏi xíu. Dạ, cái dược sĩ chuyên khoa 2 là sao thầy? Cái chương trình học nó như thế nào thầy? Chương trình học thì cái này thì tùy theo trường thôi. Nhưng mà học thì nó nói chung là nó hơi giống với tiến sĩ. Nó cũng giống giống như tiến sĩ vậy đó. Nhưng mà đối với chuyên khoa 2 thì bắt buộc là bạn phải có bằng chuyên khoa 1 rồi thì bạn mới được phép học chuyên khoa 2. Thì học thì cũng học mấy môn xong rồi làm một cái báo cáo mà phải là liên quan trực tiếp đến cái bệnh viện mà mình làm, tại vì học chuyên khoa thì bắt buộc là các bạn phải được các bệnh viện cử đi học. Hả? Có nghĩa là bây giờ mình học dược sĩ xong rồi bắt đầu mình học lên dược sĩ chuyên khoa 1. Đúng rồi. Đối với chuyên khoa thì các bạn phải Xong học. rồi mới tiếp. Đúng rồi. Thầy, Chuyên. nhưng mà Ví cái đó dụ phải bây làm giờ tại mình em làm ở tuyển. cái bệnh viện. Đúng rồi, đối với dược sĩ chuyên khoa thì các bạn phải làm, phải được cơ quan đó cử đi học thì các bạn mới được học. Đối với chuyên khoa nó như vậy. Chuyên khoa ngành, cái chuyên ngành nào cũng vậy hết. Các bạn phải được cái cơ quan đó người ta, tại vì nó là liên quan đến đến là thực tiễn á. Còn đối với cao học hay là tiến sĩ thì nghiên cứu sinh đó, thì nó liên quan đến nghiên cứu, cho nên là nó không yêu cầu các bạn là phải được cử ai đi học hết, miễn các bạn thi đậu là các bạn được đi học thôi. Còn đối với chuyên khoa thì bắt buộc là các bạn phải được cơ quan mà các bạn đang làm việc cử đi học. Ví dụ như là trong bệnh viện cử đi học, nó có cái giấy tờ là xác nhận là cho các bạn đi học thì các bạn mới được đi học. Rồi. Thầy cho em hỏi Rồi thôi. thầy cái chứng chỉ hành nghề dược đó thầy, thì nếu mà ở tại nhà thuốc đó, mà nhà thuốc tư nhân thôi đó, thì mình vẫn được xin cái chứng chỉ hành nghề dược không thầy, hay bắt buộc phải là mình làm trong một cái bệnh viện có cái dược lâm À, sàng mới được thầy? ở đây mình đang nói đến là chứng chỉ hành nghề dược đối với lĩnh vực dược lâm sàng, cho nên là em phải làm trong bốn cái này. Còn nhà thuốc là chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề dược để bán lẻ thuốc thôi. Dạ vâng. Ừ. Vậy là Cái cái là, tại vì chứng chỉ hành nghề dược nó có rất nhiều cái phạm vi khác nhau, à, thì các bạn được quyền chọn nhiều phạm vi khác nhau, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào công việc của bạn. Công việc của bạn làm cái gì thì các bạn đáp ứng cái nào các bạn được cấp cái đó thôi. Hả? Nhà thuốc thì chỉ được cấp bán lẻ thôi các bạn. Nhà thuốc là cái ít nhất. À, nếu mà các bạn làm ở nhà thuốc thì các bạn chỉ được cấp cái bán lẻ thôi. còn nếu mà mình làm trong một bệnh viện có cái dược lâm sàng như là một nhà thuốc nằm trong khuôn viên bệnh viện như thầy, thì mình được cấp cái chứng chỉ là hành nghề dược là dược lâm sàng, như vậy mình được bán lẻ không thầy? À, nếu mà em làm ở bệnh viện bán lẻ được luôn, tại vì cái bán lẻ là cái dễ nhất, các bạn làm công việc nào cũng sẽ được cấp bán lẻ hết. Thì Vâng. quan trọng là lúc mà em xin cái chứng chỉ á, là em thấy là cái công việc đó em đáp ứng được mấy cái phạm vi, thì em tích vô những cái phạm vi đó. Thì lúc mà người ta xét lại, người ta thấy công việc đó phù hợp thì người ta sẽ cấp cho em, và trên cái chứng chỉ đó nó sẽ ghi là phạm vi hành nghề hai chấm, liệt kê ra tất cả những cái đó luôn. Ví dụ như em làm tại bệnh viện, em sẽ được là vừa là bán lẻ, vừa là Làm bảo sao? quản, vừa là dược lâm sàng chẳng hạn, được ba cái đi, thì Dạ em sẽ vâng. người ta sẽ ghi cho em ba cái đó. Còn em muốn hành nghề cái nào thì em chỉ được phép chọn hành nghề một cái thôi, được không? Dạ Rồi vâng. nếu mà em muốn đổi á, thì em phải kết thúc cái cũ đi. Ví dụ em đang kinh doanh nhà thuốc mà em chuyển qua em muốn làm ở bệnh viện, làm phụ trách ở bệnh viện, thì em phải kết thúc cái cũ đi thì em mới chuyển qua được.
Dạ vâng. Rồi. Em cảm ơn thầy. Ừ. Rồi các bạn còn câu hỏi nào khác nữa không các bạn? Rồi để tìm hiểu thêm về cái chứng chỉ hành nghề này đó, thì các bạn có thể đọc thêm trong cái điều số 20 nghị định 54 ha. Điều số 20 nghị định 54. Nó ghi rất là chi tiết. Ví dụ nó sẽ ghi là các bạn muốn làm người phụ trách của cái lĩnh vực kinh doanh nào thì các bạn phải làm công việc gì. Nó ghi rất là rõ trong đó. Các bạn luôn xem lại trong đó. Rồi, bây giờ hôm nay mình học về dược lâm sàng nên là mình chỉ nói về cái chứng chỉ hành nghề dược đối với công tác đối với lĩnh vực dược lâm sàng thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong cái phần là hoạt động tại các cơ sở, thì mình có 7 cái hoạt động chính. Thì thầy đã làm một cái video trên lên rồi, cái này thì các bạn có thể nghe lại thôi. Thì mình sẽ điểm qua 7 cái ha. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ tư vấn trong quá trình xây dựng nhân lực của bệnh viện. Có nghĩa là bộ phận dược lâm sàng sẽ dựa trên những cái thống kê của bệnh viện, phân tích ABC Venn, rồi phân tích TDD v.v. hoặc là những cái cập nhật về điều trị mới để tư vấn cho hội đồng thuốc và điều trị, xây dựng nhân lực thuốc bệnh viện. Rồi giám sát cái việc là kê đơn ha, sử dụng thuốc, đó là cái người dược sĩ mà phụ trách đơn ngoại trú ha, thì sẽ giám sát cái này. Rồi cái người dược sĩ phụ trách nội trú thì sẽ đi đi buồng của bác sĩ để xem hồ sơ bệnh án v.v. Rồi thông tin thuốc cho người hành nghề khám chữa bệnh, đó là bác sĩ, người kê đơn các bạn. Còn người sử dụng thuốc và cộng đồng, xây dựng những cái quy trình chuyên môn liên quan đến sử dụng thuốc, ví dụ như là sử dụng thuốc ung thư thì như thế nào, rồi lựa chọn thuốc kháng sinh thì như thế nào v.v. Rồi phân tích hiệu quả sử dụng thuốc tại bệnh viện dựa trên một số các chỉ số, thì cái này mình làm nghiên cứu thôi. Rồi theo dõi giám sát IDA, thì lát nữa qua cái bài cảnh dược mình sẽ nói kỹ hơn cho các bạn về cái phần này. Và cuối cùng đó là tham gia về thử nghiệm, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng hoặc là thử tương đương sinh học tại bệnh viện. Thì trong bệnh viện đôi khi cũng có thử tương đương sinh học các bạn, nhưng mà thường là thử nghiệm lâm sàng nhiều hơn. Rồi làm những cái nghiên cứu khác, thì trong bệnh viện thì chúng ta có rất là nhiều nghiên cứu để chúng ta thực hiện, quan trọng là chúng ta có thời gian hay không thôi. Rồi thì đây là những cái diễn giải chi tiết. Ở đây thầy muốn nhấn mạnh thêm một cái nữa, đó là cái vấn đề về trong cái nghị định 131 này, người ta yêu cầu rằng là chúng ta phải thực hiện đánh giá dựa trên cái bằng chứng về an toàn hiệu quả và phân tích về chi phí hiệu quả. Thì cái phân tích về chi phí hiệu quả này các bạn học trong cái môn kinh tế dược rồi đó. Thì Việt Nam mình bắt đầu đã có những cái bước đầu tiên để bắt đầu làm những cái phân tích này rồi. Và nó được quy định trong nghị định 131 luôn. Rồi về thông tin thuốc thì các bạn có thể học cập nhật thêm ha. Ở đây thì muốn có một cái câu hỏi cho các bạn, đó là theo các bạn thì khi mà mình thông tin thuốc mới cho người khám chữa bệnh là bác sĩ với mình thông tin thuốc mới cho người sử dụng thuốc, thì cái cách thông tin đó nó sẽ khác nhau như thế nào, cách thông tin và nội dung thông tin nó sẽ khác nhau như thế nào? Alo, các bạn cho thầy câu trả lời đi. Giữa cái thông tin thuốc cho người hành nghề và thông tin thuốc cho người sử dụng thuốc, thì mình sẽ có cái cách thông tin và nội dung thông tin nó khác nhau như thế nào? Em nghĩ là nếu mà thông tin cho những cái người hành nghề như là cán bộ y tế chẳng hạn, thì là mình sẽ thông tin về cái dược động hoặc là dược lực của thuốc đó thầy, rồi những cái tương tác thuốc hoặc là dùng cho những cái đối tượng nào, còn dùng cho những người mà người bệnh ấy. Rồi còn đối với người thì, bệnh sao? Dạ, người bệnh thì mình hướng dẫn họ cách sử dụng. Rồi ok, cảm ơn chị Hương. Rồi các bạn nào có ý kiến khác không, các bạn nào bổ sung gì thêm không?
cái cách thông tin và nội dung thông tin. Mời bạn Huyền. Thưa thầy, là cái thông tin đối với cái người mà hành nghề dược khám chữa bệnh á, thì mình dùng những cái từ ngữ về chuyên môn nhiều hơn. Còn đối với người mà khám cái người bệnh nhân á, thì mình dùng những từ đơn giản dễ hiểu mà gần gũi với người bệnh nhân, như vậy thì người ta mới hiểu được. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bạn nha. Mình cũng có một số cái ý ok rồi, ừ, cái đúng rồi. À, thì đối với người hành nghề là bác sĩ thì chúng ta phải thông tin nó chi tiết hơn, nó cụ thể hơn và nó phải có cái tài liệu tham khảo. À, nó phải có dẫn chứng, minh chứng, tài liệu tham khảo. Và quan trọng hơn hết đó là các bạn phải đưa cho người ta cái thông tin về cái nghiên cứu đó. Mình đã nói thuốc mới đúng không? Thuốc mới thì bắt buộc là phải có nghiên cứu. À, có nghiên cứu như vậy mình phải cung cấp đầy đủ những thông tin về nghiên cứu cho bác sĩ. Từ cái tiêu chí chọn mẫu, cỡ mẫu ha, cho tới kết quả để cho người ta đọc, người ta thấy rằng là cái thuốc đó có phù hợp cho bệnh nhân của người ta hay không. À, đôi khi các bạn đọc thông tin thuốc, các bạn chỉ đọc là cái thuốc đó có chỉ định như thế nào, an toàn hay là không thôi. Nhưng mà nếu mà mình đọc như vậy là mình sẽ thiếu rất nhiều thông tin. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta đọc như vậy là chúng ta bỏ qua cái vấn đề về tiêu chí chọn mẫu và tiêu chí chọn trừ trong cái nghiên cứu. À, trong nghiên cứu thì người ta sẽ luôn có cái tiêu chuẩn là trừ và tiêu chuẩn chọn mẫu. Thì mình phải đọc kỹ xem là à, cái đối tượng mà người ta làm nghiên cứu đó nó loại trừ những cái gì, có suy gan suy thận gì đó không, nó có loại trừ cái bệnh nền gì hay không, để khi mà mình kê đơn cho bệnh nhân của mình thì mình phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong trường hợp là bệnh nhân của mình thuộc về cái đối tượng mà bị loại trừ, ở cái đối tượng bị loại trừ trong nghiên cứu. Có nghĩa là trong nghiên cứu người ta thường lựa những cái người mà bị rất là ít bệnh chẳng hạn. Như vậy thì nếu mà mình có một cái thuốc mới là mình kê cho những cái bệnh nhân mà bị nhiều bệnh ngay lập tức luôn, tại vì mình thấy nó là thuốc mới có hiệu quả, nhưng mà mình không đọc kỹ nghiên cứu thì nó sẽ rất là nguy hiểm ha. Và chúng ta là dược sĩ, chúng ta cũng phải đọc kỹ cái nghiên cứu. Khi mà chúng ta thấy một cái nghiên cứu thuốc mới mình phải đọc kỹ, và thầy thấy là cái phương pháp nghiên cứu là cái quan trọng nè, và cái cách chọn mẫu, tiêu chuẩn chọn mẫu, tiêu chuẩn loại trừ là những cái cực kỳ quan trọng các bạn đọc. Các bạn mới thấy được thật sự người ta đã lựa chọn những cái đối tượng nào để đưa vào nghiên cứu, và mình phải nhìn xem là cái đối tượng đó so với thực tế thì nó như thế nào. À, còn đối với bệnh nhân thì mình thông tin nó đơn giản dễ hiểu hơn, và chúng ta không cần phải đưa quá nhiều cái những cái chi tiết về khoa học vào trong đó. Mình chỉ cần tư vấn cho bệnh nhân là à, bệnh này điều trị như thế nào, à, dùng như thế nào và tuân thủ như thế nào, cũng như là cái lưu ý về IDA. À, rồi đương nhiên là cách cái từ ngữ cho người sử dụng thuốc á, khi mà tư vấn cho bệnh nhân thì nó sẽ phải dễ hiểu. Rồi ngoài những cái tư vấn trực tiếp ha, thì mình cũng có thể tư vấn bằng hình thức đó là văn bản, hoặc là làm bản tin, hoặc là hiện nay thì công nghệ phát triển thì mình sẽ làm những cái poster để thông tin thuốc trên website vân vân. Rồi xây dựng những cái quy trình chuyên môn về hướng dẫn sử dụng. À, thì ở đây á, trong bệnh viện thì có rất nhiều thuốc, mình không thể nào làm hết cho tất cả các thuốc được. Do đó mình sẽ ưu tiên làm những cái thuốc nào mà nó có cái nguy cơ cao. Như vậy thì mình sẽ dựa trên cái danh mục của bệnh viện, mình xem xét xem những cái thuốc nào có nguy cơ cao. Ví dụ đó là những cái thuốc có khoảng điều trị hẹp, thuốc có nhiều SIDR. SIDR là những cái phản ứng có hại nghiêm trọng ha. Lát mình học bài cảnh dược thầy sẽ nói kỹ hơn chỗ này. Rồi, hoặc là những cái thuốc mà cần pha chế đặc biệt, vân vân, hay là thuốc mà dùng cho đối tượng đặc biệt, hoặc là có điều kiện bảo quản đặc biệt, thì chúng ta phải có một cái quy trình để hướng dẫn sử dụng và giám sát sử dụng những cái thuốc này để hạn chế tối đa xảy ra những cái vấn đề trên bệnh nhân. Bây giờ cho thầy một số ví dụ về thuốc có khoảng điều trị hẹp đi các bạn. Có bạn nào có thể cho thầy biết là thuốc có khoảng điều trị hẹp là thuốc như thế nào, và cho thầy một vài ví dụ. Thuốc có khoảng điều trị hẹp á, là thuốc có cái liều cho tác dụng điều trị thầy, nó và cái liều gây độc á, nó gần nhau À đúng rồi. Rồi, ví dụ cho thầy một vài thuốc được không? như digoxin với theophylline đó thầy. Rồi, cảm ơn chị. À, chị Nhân đúng không? Rồi, thầy thầy Dạ. cũng chị Lịch có nhắn vô đó là digoxin ha. Thì cái định nghĩa của chị là đúng rồi, đó là thuốc có cái nồng độ liều mà nó có tác dụng với cái nồng độ liều tối thiểu gây độc, nó rất gần nhau. Như vậy thì mình cho liều cao xíu là bệnh nhân bị
idea, nhưng mà cho liều thấp xíu á, thì bệnh nhân không có được cái sự hiệu quả từ thuốc đó, thì nó rất là khó. Rồi thì ví dụ như là digoxin là cái điển hình đúng không, theophylline rồi. Hiện nay thì những cái thuốc ung thư nó cũng là những cái thuốc mà có khoảng điều trị hẹp, tại vì nếu mà thuốc ung thư hầu hết là những thuốc độc tế bào ha các bạn, nếu mà cho liều cao xíu á thì nó đê độc luôn cả những tế bào thông những tế bào bình thường, ngay cả khi nó đã chuyên biệt rồi. Nhưng mà cho liều thấp xíu thì không ức chế được tế bào ung thư, hoặc là những thuốc ức chế miễn dịch, thuốc ức chế miễn dịch mà trong điều trị ghép tạng cũng như vậy ha. Ví dụ như là cyclosporine cũng là những cái thuốc mà có khoảng điều trị rất là hẹp. Rồi SIDA thì lát mình sẽ nói sau nha. Rồi những cái phần sau này thì các bạn đọc thêm thôi. Nó xây dựng kế hoạch phân tích đánh giá rồi báo cáo định kỳ vân vân. Thì cái này ghi trong slide rất là rõ rồi và cũng rất là dễ hiểu, thì các bạn đọc thêm cái phần này ha. Ở đây thì mình có một cái ví dụ cho các bạn về cái báo cáo phản ứng hại của thuốc. Thì thầy nghĩ rằng đó là đối với các bạn học dược lâm sàng thì các bạn nên nên biết về cái việc làm cái báo cáo này. Thầy không biết là bên dược lâm sàng dạy các bạn có cái môn nào mà cho các bạn làm viết cái báo cáo IDA không các bạn, Có phải môn cảnh nhắc dược không? là các bạn viết cái báo cáo này luôn đúng Môn không, cảnh nhắc dược không ạ? là các bạn có cái Sao file và được và phân tích ca lâm sàng rồi viết cái báo cáo này luôn đúng không? ạ? Chưa chưa có biết báo cáo thì có thầy có dạy bộ môn cảnh nhắc dược có dạy cái này. Đây là có biết đến cái báo cáo này thôi nhưng mà chưa có thực hành. Chưa có làm đúng không ạ? Rồi thì cái phần này ở bên dược bệnh viện thì mình có dạy các bạn làm thực hành luôn, thì nó cũng rất là dễ, nhưng mà nó có một số cái mà chúng ta cần lưu ý ở phía dưới này thôi. Phía dưới cái này thì nó sẽ có cái chỗ đó là không không có thông tin và có, thì chúng ta lưu ý kỹ để chúng ta đánh dấu vào cho nó đúng thôi. Và nó có một cái phần nữa là cái thang naranjo và thang hu đó. Thì hình như là chắc chắn là bên dược lâm sàng thì cũng có dạy các bạn về hai cái thang đó đúng không, thì mình dùng hai cái thang đó như thế nào để mình phân loại cái mối liên hệ giữa thuốc và IDA ha. Thì chúng ta nên đọc thêm những cái đó nha, các bạn nên đọc thêm, tại vì hiện nay thì cái này là bắt buộc trong bệnh viện luôn, khi mà có xảy ra IDA thì dược sĩ lâm sàng sẽ là cái người viết báo cáo này. Thì ở đây thầy có lấy một cái ví dụ đó là một cái IDA xảy ra là do tương tác thuốc ha. Thì cái thuốc là acetylcholine là một cái thuốc kháng đông, và cái fenofibrate là một cái thuốc điều trị tăng lipid máu đúng không, mà đặc biệt là trong trường hợp mà tăng triglyceride nữa. Thì hai cái thuốc này nó tương tác với nhau, nó dẫn đến là acetylcholine này nó nồng độ nó tăng cao và nó làm cho bệnh nhân bị xuất huyết bàng quang. Thì trong những trường hợp đó mình sẽ viết báo cáo để gửi về trung tâm ha. Rồi tham gia nghiên cứu thì mình có rất là nhiều kiểu để nghiên cứu. Nói chung là trong bệnh viện thì có rất nhiều thứ để các bạn làm nghiên cứu, quan trọng là chúng ta có thời gian để làm hay không thôi. Rồi hoạt động dược lâm sàng tại những cái cơ sở mà không có tổ chức khoa dược, cái kia đó là 7 cái là dành cho những cái bệnh viện mà có khoa dược, còn ở đây là những cái cơ sở mà không có khoa dược, ví dụ như là những phòng khám tư nhân, thì người ta sẽ yêu cầu cái người dược sĩ lâm sàng làm những cái công việc này. Đó là tư vấn về lựa chọn thuốc nè, rồi đưa ra những cái biện pháp để cải thiện chất lượng kê đơn, thông tin thuốc cho người hành nghề, cho bệnh nhân và cộng đồng. Và đó là xây dựng những cái quy trình chuyên môn về sử dụng thuốc cũng như là theo dõi giám sát IDA. Rồi đó là cái hoạt động chung. Bây giờ mình sẽ đi vô trong các hoạt động tại khoa lâm sàng, hoạt động tại khoa lâm sàng. Hoạt động tại khoa lâm sàng là dành cho những dược sĩ lâm sàng mà làm phụ trách bên mảng nội trú, phụ trách bên mảng nội trú. Thật ra thì trong bệnh viện đó, những cái dược sĩ lâm sàng thì họ cũng luân phiên nhau thôi các bạn, họ sẽ luân phiên nhau thôi, có 6 tháng hoặc 3 tháng họ sẽ đổi vị trí một lần, chứ không có ai là làm hoài nội trú ở cái khoa đó hết, cũng không ai làm hoài ngoại trú hết, mà họ sẽ luân phiên nhau. Rồi thì chúng ta có bốn cái hoạt động chính tại cái khoa lâm sàng. Thì cái phần này là cái phần mà mình sẽ thi dự kỳ nha các bạn, mình đánh dấu là mình để mình học để mình thi dự kỳ ha.
Rồi, đối với hoạt động tại khoa lâm sàng thì dược sĩ lâm sàng họ sẽ làm 4 cái nhiệm vụ theo thứ tự. Thứ nhất đó là khai thác thông tin bệnh nhân, thứ hai là xem xét thuốc được kê đơn, và thứ ba đó là hướng dẫn sử dụng thuốc cho điều dưỡng, hộ sinh. Tại sao ở đây không nói đến bệnh nhân? Bởi vì trong cái điều trị nội trú á, thì điều dưỡng và hộ sinh sẽ là người trực tiếp đưa thuốc và sử dụng thuốc cho người bệnh. Rồi thứ tư và cuối cùng đó là phối hợp với bác sĩ để thông tin thuốc cho bệnh nhân trong một số trường hợp đặc biệt. Rồi như vậy thì các bạn thấy 4 cái này nó có tương ứng, nó có giống cái gì mà các bạn học bệnh dược lâm sàng không? Các bạn học bệnh thực hành dược lâm sàng, các bạn học theo cái mô hình gì? Các bạn phân tích một cái đơn á, thì các bạn sẽ phân tích theo cái mô hình gì? SOAB đúng không? À, thì cái này nó cũng gần giống như cái SOAB vậy. À, đầu tiên nó là khai thác thông tin, là cái phần S và phần O đúng không? Rồi tiếp theo là đánh giá nè. Đánh giá chính là cái việc mà chúng ta xem xét xem là cái thuốc đó có phù hợp hay là không. Và B đó là lên kế hoạch. Lên kế hoạch đó là chúng ta sẽ hướng dẫn nè, chúng ta sẽ theo dõi nè, và chúng ta thông tin thuốc cho bệnh nhân. À, thì rõ ràng là những cái này nó giống nhau hết. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô từng cái. Thứ nhất là đối với khai thác thông tin bệnh nhân thì chúng ta khai thác những thông tin gì? Đó là tiền sử sử dụng thuốc, rồi những cái bệnh đi kèm, hay những cái dữ kiện lâm sàng và dữ kiện những cái kết quả cận lâm sàng đã có. Và ngoài ra mình phải nên, hay đối với dược sĩ thì nên đi cùng bác sĩ để xem người ta khám cho bệnh nhân như thế nào, chứ không chỉ là đọc trên hồ sơ bệnh án. Tại vì cái hồ sơ bệnh án của mình đó, đôi khi là nó bị thiếu thông tin do là bác sĩ rất là bận, rất là nhiều bệnh nhân, nên là nhiều khi người ta khám xong hết 7-8 bệnh nhân xong, người ta mới lấy cái hồ sơ bệnh án ra người ta ghi. Như vậy thì cái thông tin trên cái hồ sơ bệnh án đó nó không có đầy đủ. Như vậy, vì vậy á là chúng ta nên đi cùng một bác sĩ để chúng ta học hỏi thêm về kinh nghiệm lâm sàng. Các bạn học dược thì các bạn chủ yếu á, là mình sẽ học trên y văn thôi, mình thiếu rất là nhiều về kinh nghiệm lâm sàng, do đó là mình còn phải đi với bác sĩ để mình học thêm về cái kinh nghiệm lâm sàng đó các bạn. Lấy một cái ví dụ điển hình nhất mà gần như là lớp nào thầy dạy thầy cũng kể, đó là khi mà các bạn đi thực hành nghiệm lâm sàng tại bệnh viện á, mà các bạn vô trong khoa tim mạch hoặc là khoa tim mạch can thiệp, thì các bạn sẽ thấy rằng á, rất nhiều bệnh nhân nội trú ở đó được kê cái thuốc furosemid. Gần như là 7/10 bệnh nhân nằm ở khoa tim mạch can thiệp là gần như 7/10 bệnh nhân là sẽ được kê cái furosemid. Theo mình học thì furosemid đó các bạn, furosemid thì nó sẽ được sử dụng khi nào các bạn? Furosemid thì sẽ được sử dụng khi nào? Dạ, tăng huyết áp thì. À, tăng huyết áp. Phù do tăng huyết áp thì. Tim mà có phù. Nhưng mà nó sẽ có ưu tiên, nó là có phù thì mới sử dụng furosemid. Tại vì furosemid là lợi tiểu quai, nó là lợi tiểu rất là mạnh. Mình học là phải có phù thì mới xài đúng không? Nhưng mà mình đi thực tế mình sẽ thấy rằng là những bệnh nhân được kê furosemid đó, rất ít người nào có phù. Mình nhìn không, họ rất là bình thường, tay chân gì không có phù gì hết á. Nhưng mà tại sao họ lại được kê? Thì mình đi với bác sĩ thì mình biết rằng á là có những bệnh nhân họ bị ứ nước ở phổi. Họ bị ứ nước ở phổi do bị suy tim nên bị ứ nước ở phổi, hoặc là vì một nguyên nhân nó bị ứ nước ở phổi, và họ bị ho rất là dữ. Thì bác sĩ là người nghe tim nghe phổi, họ biết được là bệnh nhân này bị ứ nước ở phổi thì cho dùng furosemid để đẩy nước ra. Nhưng mà trong cái hồ sơ bệnh án họ sẽ không có ghi là bị ứ nước hay bị phù gì cả, họ chỉ ghi là ho thôi, họ chỉ ghi là bệnh nhân bị ho thôi, rồi uống cái thuốc đó thì có giảm ho thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa cái khoảng cách thực tế với lý thuyết nó sẽ có một cái sự khác nhau. Thì chúng ta cố gắng, nếu mà chúng ta có lạc nó như lâm sàng thì chúng ta cố gắng đi theo những bác sĩ nào thoải mái và ủng hộ nó như lâm sàng để mình học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, để mình tự tin hơn, hay mình tự tin hơn khi mà mình làm nó như lâm sàng. Rồi về xem xét thuốc được kê đơn thì mình sẽ phải đối chiếu với những thông tin mình có được từ cái phần là khai thác thông tin để mình đánh giá xem là cái thuốc hiện tại nó có phù hợp hay là chưa. Nó có, bệnh nhân đó có chống chỉ định với thuốc đó hay không, có lựa chọn nào khác an toàn hơn hay không. Rồi những cái tương tác thuốc thì đối với những bệnh nhân nội trú á, thì những cái bệnh nhân nào mà các bạn chọn để các bạn xem hồ sơ bệnh án là gần như thế nào cũng có tương tác thôi, tại vì những bệnh nhân đó là thường là bệnh nặng dùng nhiều thuốc.
Tuy nhiên tương tác thì chúng ta cũng cần lưu ý có những cái tương tác mình phải thay đổi, nhưng mà có những tương tác là mình chấp nhận và mình theo dõi, chứ không phải tương tác nào mình cũng đòi đổi thuốc hết ha. Những cái tương tác nào nó quá nguy hiểm thì mình có cái lựa chọn nào khác an toàn hơn thì mình mới phải đổi, phải yêu cầu đổi thuốc thôi. Rồi ngoài ra mình cũng chú ý đến vấn đề về liều dùng, khoảng cách nè, thời điểm đưa đưa thuốc, đường dùng, vân vân. Rồi đó là cái phần về dược sĩ lâm sàng ha, tại khoa lâm sàng mà mình đã làm cái gì. Bây giờ mình qua cái phần tiếp theo, đó là dược sĩ lâm sàng tại nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện. Thì đối với nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện á, thì người ta yêu cầu về công tác lâm sàng nó rất là đơn giản, tại vì cái này chỉ là ngoại trú thôi. Thì đó là tư vấn cung cấp thông tin về thuốc cho người mua, người sử dụng thuốc nè, rồi trao đổi và tư vấn với người kê đơn khi phát hiện thấy cái đơn nó không hợp lý. Thì đối với nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện thông thường thì sẽ là bán thuốc kê đơn. Nhưng đối với những bệnh nhân mà không có bảo hiểm y tế, đúng không các bạn? Thì nếu như khi mà không có bảo hiểm y tế như vậy á, thì cái đơn đó sẽ không không có do cái dược sĩ lâm sàng mà phụ trách đơn ngoại trú gì. Vì vậy có thể nó sẽ ra sai sót. Do đó là khi mà bệnh nhân đến nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện mua, thì cái người dược sĩ lâm sàng tại nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện có trách nhiệm đó là duyệt lại cái đơn đó. Nếu có vấn đề gì thì liên hệ với bác sĩ để thay đổi, để chỉnh sửa. Ha. Và cuối cùng đó là cũng theo dõi IDA. Tuy nhiên thật sự thì cái nhiệm vụ này thì rất là ít xảy ra, bởi vì những bệnh nhân mà điều trị ngoại trú á, họ có vấn đề gì họ đi thăm khám lại thôi, chứ họ không quay lại nhà thuốc, nên là mình cũng không biết được là họ có bị xảy ra IDA hay là không. Cái này thì tương đối là khó. À, có thể theo dõi được, nhưng mà hầu hết các trường hợp thì khó theo dõi lắm. Rồi đây là chi tiết của từng cái nhiệm vụ ha, thì chúng ta có thể đọc thêm thôi. Rồi cuối cùng là những cái trách nhiệm của cá nhân. Khoa phòng thì cái này các bạn tự đọc ha. Thì mình có rất là nhiều người có tham gia và không có liên quan đến hoạt động lâm sàng. Đó là người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh, giám đốc bệnh viện, rồi trưởng khoa dược nếu như trong trường hợp đó là bệnh viện đó có khoa dược, hoặc là trưởng bộ phận lâm sàng, rồi các trưởng khoa lâm sàng, các trưởng phòng khám bệnh ha, là những bác sĩ trưởng khoa đó, rồi những cái người phụ trách công tác lâm sàng, người làm công tác lâm sàng, và những cái người này họ phối hợp hoạt động với nhau. Thì ở đây ghi rất là chi tiết từng cái đối tượng họ sẽ có những cái nhiệm vụ gì, ví dụ như là người đứng đầu cơ sở giám đốc bệnh viện thì phải có nhiệm vụ đó là bố trí đủ số lượng người làm công tác lâm sàng theo quy định, có nghĩa là họ phải có cái tuyển dụng để đảm bảo sao cái dược sĩ lâm sàng nó đủ người. Ví dụ như lúc nãy đó, một cái bệnh viện mà có 300 giường, 1.500 đơn thì phải tuyển 5 người trong cái bộ phận lâm sàng, thì cái người đứng đầu là giám đốc bệnh viện phải có trách nhiệm là tuyển đầy đủ nhân sự theo cái yêu cầu như vậy. Rồi đến năm 2031 nó tăng lên gấp đôi thì cũng phải tăng cái số lượng nó lên. Rồi trang bị đầy đủ những cái cơ sở vật chất cũng như là tạo điều kiện cho họ được học tập và tham gia những cái hội nghị. Rồi đối với trưởng khoa dược thì là người quản lý chính ha, người quản lý chính và có trách nhiệm đó là báo cáo những cái hoạt động lâm sàng này lên trên trưởng đơn vị. Rồi các trưởng khoa, các bác sĩ trưởng khoa lâm sàng hoặc là trưởng khoa phòng khám bệnh, thì những bác sĩ này họ có trách nhiệm đó là chỉ đạo cho bác sĩ trong khoa của mình, điều dưỡng trong khoa của mình phối hợp với dược sĩ lâm sàng để thực hiện công tác lâm sàng, rồi yêu tổ chức những cái đợt hội chẩn hay gửi những cái thông báo đến dược sĩ lâm sàng để tham gia hội chẩn. Thì hội chẩn là trong trường hợp mà một bệnh nhân bị bệnh nặng cần phải có ý kiến của nhiều chuyên khoa khác nhau, nhiều bác sĩ ở nhiều chuyên khoa khác nhau, thì người ta sẽ tổ chức hội chẩn. Và đôi khi có những trường hợp đặc biệt thì cần đến dược sĩ lâm sàng tham gia hội chẩn luôn. Và để tham gia hội chẩn có hiệu quả thì người dược sĩ lâm sàng này cần phải trau dồi thật nhiều kiến thức, chuẩn bị thật nhiều tài liệu đầy đủ để mình có thể tư vấn một cách chính xác nhất ha, cho cái hội đồng. Rồi trách nhiệm của người phụ trách thì họ sẽ là người mà quản lý những cái người nhân viên, những cái dược sĩ làm công tác lâm sàng, đúng không? Phân công chi tiết, rồi giám sát, xem xét về
tất cả những cái trường hợp xảy ra liên quan đến dược lâm sàng và báo cáo về cho trưởng khoa dược cũng như là báo cáo về cho hội đồng thuốc và điều trị. Còn người làm công tác dược lâm sàng thì họ sẽ làm những cái yêu cầu mà mình đã nêu lúc nãy, rồi làm những cái báo cáo liên tục cho người phụ trách để họ nắm được tình hình thực sự như thế nào. Và quan trọng đó là phải tham gia nghiên cứu khoa học cũng như là tham gia những cái khóa đào tạo liên tục về dược lâm sàng để nâng cao cái trình độ của mình. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy rằng á, dược sĩ lâm sàng cũng như là dược sĩ phụ trách công tác dược lâm sàng thì cũng phải làm những cái công việc mà do trưởng khoa phân công. Rồi ở đây thì mình có một số câu hỏi thì trong slide mình có rồi, các bạn có thể tự trả lời thêm ha. Hình như là cái bài này của thầy thì các bạn sẽ chỉ kiểm tra giữa kỳ thôi đúng không? Không có kiểm tra cuối kỳ ha. Thì mình học hết, nhưng mà cái phần mà đối với cái bài này thì có một cái phần quan trọng, đó là cái phần mà hoạt động dược lâm sàng tại cơ sở khám chữa bệnh cũng như là cái phần về lộ trình đó, thì các bạn xem kỹ cho thầy ha, xem kỹ cho thầy hai cái bài đó, hai cái phần đó của cái bài dược lâm sàng này. Rồi như vậy là mình kết thúc cái phần dược lâm sàng, thì không biết là lớp mình có câu hỏi nào cho cái bài này không. Alo, lớp mình có câu hỏi nào, có thắc mắc gì về bài dược lâm sàng này không các bạn? Các bạn lưu ý cho thầy nha, mình phải nhớ được trên thông tư nè, phải nhớ được những cái quy định chung ha. Rồi như vậy mình nghỉ giải lao một xíu nha, rồi sau đó mình sẽ quay lại.